Sốt trái là tình trạng bên trong trái cây xuất hiện những khoảng rỗng, sốt, không có thịt hoặc là nước. Trái cây bị sốt thường có vị nhạt hoặc hơi đắng, và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng và năng suất của trái cây. Thấy rõ được vấn đề đó, Diane Ari sẽ giới thiệu tới bà con dòng phân bón Kali bo sữa giúp trái to tròn, chống sốt cực hiệu quả. Với thành phần hoạt chất đa dạng như nitơ, phốt pho, kali và bo, đặc biệt sản phẩm này bổ sung kali và bo là các chất trung vi lượng, dạng dễ hấp thụ cho cây. Kali bo sữa bổ sung đầy đủ các nguyên tố cần thiết cho quá trình đậu và dưỡng trái. Với công thức đặc biệt giúp cân bằng hàm lượng dưỡng chất axit amin, kali bo sữa giúp trái lớn nhanh, dưỡng trái đẹp, màu sắc tươi đẹp, cứng cây, cứng vỏ, chống nứt và nám trái, giảm hiện tượng thối đít trái, ruột trái bị sốt và muối bị lép sữa. Để sử dụng hiệu quả, bà con nên sử dụng hai trường hợp. Sau khi đậu trái, nuôi trái non thì hãy pha 500ml cho 200 lít nước. Còn nếu bà con muốn dưỡng trái, hãy pha 500ml cho 2 phi là 400 lít nước. Bà con nên phun đều lên cây, tập trung nhiều ở những nơi nhiều trái. Hãy sử dụng kali bo sữa đúng lúc, đúng thời điểm để mang lại năng suất như bà con mong muốn.